Rồi, xin chào anh em á, nay có vài món bạn bán vài món là chủ yếu là vỏ pin sát máy đồ linh tinh á, thì mình bán nha. Nếu mà không kịp thì qua tuần mình mới đóng hàng nha. Hôm nay mình đã gửi rồi thì cuối tuần mình bận chút, anh em thông cảm. Ở số 1 cây Ikea các bạn, nó làm pin đồ sẵn hết rồi, 7V2. Cái này các bạn xài dặn vít nhựa đầu là ngon rồi ha. Cái nhựa nhỏ nhỏ, đồ điện tử nhiều cấp trượt lắm, nó nhạy lắm, và 15 cấp trượt. Có sạc đầy đủ luôn các bạn. Sạc thì đèn đỏ ha. Ở đây là đèn mà tại mình đắp lại pin rồi mình xài adapter này nè. Các bạn quan tâm cục cái đèn trên cục sạc thôi. Cục sạc mình cắm đây thì kẹp máy quay rồi không có tiện lấy lên lấy xuống. Mã số 1 350 bao ship. Mình bán với hình thức chuyển khoản nha các bạn. Thì các bạn cứ coi kỹ đi rồi ví dụ là ok thì chốt mình ha. Chốt thì nhắn hoặc gọi thì mới lên clip, có thể là mình cũng trực điện thoại á. Mà còn nhiều khi qua thời gian khác là mình đi rồi, đi chạy vòng vòng mình không có nghe điện thoại. Số 1 350, số 2 được pin Magita 500 bạn. 18V 6A nha, nhưng mà nó xấu rồi mình bán 500. Lên đèn đầy đủ. Đó, mạch thì cũng ok mà do là nó bị ẩm á. Nè, coi nhìn nè. Cái này nó bị ẩm nó đen á. Thì thà mình tháo ra vậy đi, thấy xấu mình bán cho các bạn, giá này các bạn nào ok thì lấy thôi. Chứ còn đỡ hơn mà mình để nguyên vậy không tháo ra, mình các bạn mua về các bạn tức, hoặc là các bạn tháo ra thấy dơ quá, các bạn nói người ta lừa hay gì ha. Đó là tức hơn phải không? Còn cái này thì mình 20.7. Hả? Mua thà mình biết vậy thì mình chấp nhận mua thì ok bạn ha. Thì mình test nhận sạc với các bạn, mình sẽ ráp vô nha. Đó, nó vậy thôi. 500 mã số 2. Nó có 6 một cặp dưới một cặp kia hơi đen đen chút nha các bạn nhìn ha. Hé ra cái cho anh em coi kỹ đây nè ha. Cặp này xấu nhất nè, cặp này ít hơn nè, ba cặp này đẹp. Tất nhiên là nó nhận sạc là nó phải đều nhau rồi, mình mạch zin các bạn thấy rồi, mình không có bùa trên cái mạch zin được ha. Đó, vô nó đá đèn đỏ. Còn nào tít 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 đá qua đá lại là pin hư các bạn, hư mạch nha. Tại này pin đầy rồi, mình chỉ test cho các bạn nhận sạc thôi. Tức là đầy đủ ha, không khác đâu. Mã số 2. Mã số 3 là cây vít này mình bán nguyên bộ luôn, có sạc adapter luôn. Hả? 850 bạn. Con này sản xuất tại Nhật nha các bạn. 7207 cái dòng này là 10V 8-12 là nó phù hợp với chạy 10V 8, bạn lên pin li-ông nó chạy cũng rất là mạnh ha. Cái ưu điểm của nó là vậy. Đầu rồi còn cứng ngắc không có rơi đâu. Chạy đã lắm. Vừa tốc mượt mà. 850 nha, có luôn của adapter các bạn. Sạc đầy đủ. Bán cho anh em xài thôi, lâu bán cây vậy chứ còn cũng ít lên pin lắm. Mã số 4. Mã số 4 là bán cái sát máy với cục pin. Đây, cục pin. Cục pin cái gì? 3.3 Panasonic. Rồi cái sát máy này bạn lấy được gì, lấy được mặt dưới nè ha, cái cò vẫn sống nhưng mà cái đảo chiều, cái lẫy đảo chiều nó cắt rồi, tại vì cái vỏ này là vỏ của máy bắn cót, máy ép cót đó. Đó nên là mình lấy được cái phần thang nè, rotor ta to nè, với phần mạch nè. Pin thì sống nhân răng. Mã số này 600, mình có cách. Rồi mình tiếp tục các bạn ơi. Nãy đang gọt, đang quay có điện thoại ha. Đây thì cái này là than đồ còn đẹp hết, là mình mở kiểm tra rồi, rotor còn ngon, ta to thì hơi đen đen chút xíu thôi.
mà 500 rồi không có bung. Mặt dưới này sống nó vậy thôi, vỏ của bấm cót đó. Bán cục pin này nó để coi còn nhiều von. Pin đẹp luôn, pin lấy bãi về nha, chưa tháo mà thấy còn sạch sẽ lắm. 15V chính rồi. Test nhận sạc cho bạn. Cái gì có liên quan tới pin mà dù cái máy bán sát mà pin nó sống á, nó thử mình vẫn test cho các bạn thôi. Pin này sạc được 80 nha. Đó, mình cắm vô nè. Rồi xong, mã số 4 là 600 bạn. Bao ship. Mã số 5. À, số 5 mình bán cái sát máy máy cò bạn. Chủ yếu bán cái bộ đầu này thôi nè, phụ kiện của nó nè. Ha. Mấy cái bộ này các bạn kiếm có đầu dẹp nè, đầu tròn nhỏ nè, tròn lớn nè, rồi đầu góc nè, rồi cái này gì nè, với một cây răng nè. Và phụ kiện này là xịn nha bạn, bộ này tại của Đức á thì nó xịn, chứ máy đâu mà cái máy này nó bị cái máy nó vẫn còn chạy nhưng mà nó bị nứt cái sứ trong này rồi ha, vẫn còn nóng luôn, hiện tại nó vẫn còn nóng nhưng mà nó nứt sứ. Mình bán hết nè, chủ yếu là cái bộ phụ kiện này với lại cái xác máy thôi. 300 bao ship, điện 100V nha các bạn. Cái thương hiệu của Đức và sản xuất tại Nhật nha. Nè, thì cái hàng hôm qua đó là mình đã gửi hết rồi đó. Chủ yếu mấy cái phụ kiện này các bạn đi mua mấy cái đầu này rồi, nó cũng không có rẻ, mà cái này đồ xịn inox rồi, dày lắm. 300.000 bao ship luôn, điện 100V nha các bạn. Nó hiện tại nó vẫn còn chạy nha, vẫn còn nóng nhưng mà nó nứt cái sứ đó thì mình nghĩ nó không bền nên mình bán cái xác thôi. 300. Mã số 5. Mã số 6. Dạ, quên các bạn, cái là những cái nào mình nói bán xác các bạn chú ý nha, ghi trên cái thùng rõ ràng ha, bạn nghe chú ý kỹ, mình đã nói rõ trên đây rồi. À, nó còn chạy thì mình nói còn chạy. Để các bạn không mình lại lúc ngủ bạn lại điện hỏi. Bây giờ cắm test thì nó rút cục sạc này hư, tại vì cái biến thế mình hơi nhỏ. Đó. Nó rút lên nó hết công suất biến thế luôn. Biến thế có 700W là không đủ chạy cái máy này, cái máy này tới 1000 mấy W này. Đó, thì mình có sao mình nói vậy hả? Có nhiều cái mình không có mở bên trong ra, thật sự mình cũng không biết cái này mình có mở ra mình nói với bạn thôi. Mình bán các bạn là chủ yếu là cái bộ đầu nó nói rõ luôn. Mã số 6 là hai cái vỏ pin 150 bao ship rồi. Vỏ pin 15V6 đẹp nha, thấy đẹp lắm mình mới lấy, nhưng mà cuối cùng mình không có xài nên bán luôn. 15V6 150 bao ship anh ha, tại vì sắp có khách mình nói nhanh. Cái vỏ này quan trọng. Mã số 7. Mã số 7 là bộ mạch này nè. Bộ mạch này như của 7A8 cái mấy cây đời mới á các bạn. Đợt trước mình có bán mấy cái vít đời mới á. Còn lên không ta? Này bây giờ mình cắm lên nguồn à. Cắm vô pin này cho các bạn thử cho các bạn nè. Đó, pin nhận sạc ok mà ha. Gần đầy rồi đó, nó chớp nãy 16 mấy rồi, còn không vô nó đá đèn, nó có đèn vàng là nó hư nha. Đó, mình test các bạn. Cái này lên nguồn. Lên nguồn, chỉ biết test lên nguồn thôi các bạn ha. Chứ bây giờ không có máy mà cái từ này nó quá nặng. Cái từ này nó 500 nó quá mạnh thì mình không có xay nổi. Đó, còn chỉnh được nè ha. Nghe có tiếng đẩy ở đây nè, mà không biết là nó có hoạt động hay không. Thôi bán 250 cho các bạn nào về, các bạn có cần bo hay gì các bạn tính đường xào trẻ nha. Cái này là như nó bo liền là dòng đời mới á, 7A8 hay gì đó, mình có nói sai các bạn bỏ qua nha. 250 thôi, bao ship luôn. 270 bán 200 tiền ship hơn 230, tính bạn 230 đi, bao ship. Bây giờ mình chịu, tại vì á, từ như Makita từ gì nó nhẹ nhẹ còn quay nổi. Cái 500 của cái này nó cực kỳ mạnh, nó hít ghê lắm. 230, mã số 7. Rồi mã số 8, một cây cảo super còn rất là đẹp mà. Mã số 3 nha. Cảo số 3 thì hiểu không? Mã số 3, cảo này cảo nhỏ. Là số mấy? Là số 3 hả? Số 3 thôi, nhỏ xíu đi. Cái mình đo về về ngang của bạn thôi. Lâu quá không có bán đồ cơ khí quên rồi. Nói lung tung lằng nhằng. Nè, cái bề rộng của hai ngóc dai nó là có nhiêu đây các bạn?
nè, có 40 rồi nha, từ đây qua đây là 40 rồi nha. Cái cảo này như là cái trong dòng cảo móc là gần nhỏ nhất rồi đó ha. Giá 280 bao ship rồi. Đây có hình dung ở trong lòng bàn tay mình nè, nhìn ha. Gần như là chưa xài luôn, răng còn nguyên. Giá là 280. Rồi, mình bán trên rất chuyển khoản, các bạn nhắn tin hay là gọi điện thoại cũng được, nhưng mà mình nhưng mà khi rối quá ưu tiên nhắn tin nha, mình căn cứ theo cái thời gian tin nhắn là mình chốt hàng nha. Rồi chuyển khoản thì mình gửi hàng hả? Thì cái này đơn hàng này có thể là ngày mai mình đi rồi mình không có gửi được liền đó, thì qua thứ hai mình gửi à, các bạn chốt. Ví dụ khách mua quen rồi không sao, từ từ chuyển khoản được, còn ví dụ anh em mới thì vô mình chốt thì ok, trả lời mình cái để mình biết ha. Nhiều khi có nhiều anh em đặt mà không lấy á, rồi những người ta nhắn sao người ta không mua được hàng mà, rồi trong khi đó mình phải đăng lại cái clip nữa, nó hơi phiền mà thông cảm nha.